Heo mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Hôm nay Heo chia sẻ món bánh cuốn nóng nhân tôm với công thức pha bột và cách làm cực kỳ nhanh đơn giản, cho ra bánh dai mềm. Đặc biệt mình để qua ngày hôm sau, bánh vẫn ngon mà không có bị cứng. Và đây là tất cả nguyên liệu, cô chú anh chị cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Để làm bánh hôm nay thì Heo có chuẩn bị 150g bột gạo tẻ, 150g bột năng, 1/2 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên, cho bột, muối hòa lẫn lại với nhau. Bột đã được trộn đều, giờ thì Heo sẽ cho vào đây 600ml nước lọc. Heo sẽ chia làm 2 lần để mình trộn cho bột dễ tan hơn. Trộn một xíu thì bột lúc này cũng hòa vào nước rồi và đã tạo lại thành một khối. Giờ thì Heo sẽ cho hết phần nước còn lại. Trộn một lần nữa, cho bột hòa lẫn hết vào trong nước và cho đến khi mình thấy bột tan mịn hết như vậy nè. Và khi dở lên thì bột có dòng chảy nhẹ, không quá đặc cũng không quá lỏng, như vậy là được rồi. Giờ Heo sẽ để ở đây cho bột nghỉ 30 phút. Tiếp tục Heo chuẩn bị nhân. Hôm nay thì Heo chuẩn bị nhân là 250g tôm. Heo đã lột vỏ rửa thật là sạch rồi, lấy chỉ lưng. Giờ thì mình sẽ lau cho con tôm được ráo nước hơn để lát nữa phần nhân của mình không có bị ra nước. Tôm sau khi được lau ráo nước rồi, lúc này thì Heo sẽ lấy cái dao, mình chẻ trên cái lưng cho con tôm ra làm hai như vậy nè. Rồi thì Heo sẽ cắt con tôm thành từng cái miếng mỏng. Mình cắt như vậy thì không cần phải bằm, để lát nữa khi ăn vẫn giữ nguyên được thịt tôm. Tôm đã cắt xong, lúc này thì Heo cũng cắt hai cái nấm mèo Heo đã ngâm nở rửa thật là sạch rồi. Mình cắt ra thành từng sợi dài mỏng như vậy. Xong rồi thì Heo cũng sẽ bằm lại thành hạt lựu nhỏ. Hành tây thì Heo chuẩn bị một củ, cân được là 150g. Lột vỏ rửa thật là sạch, Heo cũng cắt ra thành hạt lựu nhỏ luôn. Nếu như cô chú anh chị không có thích ăn hành tây thì mình thay thế bằng củ sắn hay là su hào cũng rất là ngon. Rau củ với tôm thì Heo cũng đã cắt xong hết rồi nè. Giờ thì mình chuẩn bị đi xào nha. Heo cho vào chảo một muỗng canh dầu ăn và một muỗng canh hành tím băm. Mở lửa lên phi cho đến khi mình thấy hành tím vàng thơm như vậy. Lúc này thì Heo sẽ cho hết thịt tôm lúc nãy mình cắt nhỏ vào. Mở lửa lớn, xào cho đến khi thấy cái phần thịt tôm được chín vàng như vậy nè. Lúc này Heo sẽ hạ lửa nhỏ xuống, mình sẽ nêm vào đây. Một muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê dầu hào. Giờ thì Heo sẽ mở lửa lớn lại, mình sẽ xào cho gia vị được thấm đều hết vào trong tôm và giúp cho tôm không bị ra nước. Tiếp tục Heo sẽ cho hết củ hành trắng và nấm mèo vào. Mình vẫn mở lửa lớn, mình xào. Đến khi mình thấy củ hành trắng và nấm mèo chín thì lúc này Heo sẽ tắt bếp, mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều cho tiêu thấm hết vào trong thịt tôm. Rồi tiếp tục Heo cũng sẽ cho vào đây hành lá với ngò rí Heo đã sắt nhỏ, mình cũng sẽ trộn đều cho phần nhân của mình được thơm ngon nha. Như vậy nhân cũng đã chín rồi, giờ thì Heo sẽ để ở đây, trở lại mình sẽ làm phần bột. Bột Heo để nãy giờ nghỉ được 30 phút thì ở trên mặt lóng xuống một cái lớp nước trong như vậy nè. Heo sẽ chắc bỏ hết cái lớp nước trong này, rồi mình sẽ đi thay lại bằng nước lọc bình thường. Cách này gọi là tẻ bột, sẽ giúp cho bột dai ngon. Và bánh khi mình làm ra thì trắng tinh ngon lắm. Rồi giờ thì Heo sẽ đem bỏ cái phần nước lắng này, mình sẽ thay vào nước lọc bình thường nha. Và Heo thay được là 150ml. Lại một lần nữa mình sẽ khuấy đều lên, cho bột hòa lẫn hết vào trong nước, như vậy là được rồi. Để ở đây Heo chuẩn bị cái khuôn mình làm. Và cái khuôn để Heo tráng bánh hôm nay là hai cái dĩa này nè. Mình sẽ chọn những cái dĩa có cái phần trũng ở chính giữa. Và hai cái dĩa hôm nay Heo làm bánh. Dĩa Heo chọn hấp bánh hôm nay có bán kính là 12cm. Mình cho vào trong nồi hấp khoảng 2 phút cho cái dĩa nóng lên. Rồi lúc này Heo sẽ cho bột vào. Trước khi cho bột vào thì mình cũng sẽ khuấy đều cho bột được đều lại nha. Và khi mình cho bột vào trong cái dĩa thì Heo cũng sẽ tráng ra. Và mình sẽ làm độ dày của bánh khoảng 3mm là vừa rồi. Đậy nắp lại, mình sẽ hấp ở lửa lớn trong 1 phút. Mình sẽ kiểm tra bằng mắt, khi mà mình thấy bánh trong lại như vậy là bánh đã chín rồi nè. Giờ thì Heo sẽ lấy cái bánh này ra, cho vào cái khay nước lạnh, tiếp tục cho cái dĩa còn lại vào, mình sẽ làm nóng. Heo sẽ hấp cái dĩa này 2 phút cho cái dĩa thiệt là nóng, rồi mình cũng sẽ mở nắp ra cho bột vào nha.
Nếu cô chú anh chị muốn làm nhanh hơn á, thì mình sẽ làm 3 cái dĩa. Như vậy á, là sẽ được liên tục. Rồi cho bột vào xong rồi thì heo cũng sẽ đậy nắp lại. Mình cũng sẽ hấp bánh trong 1 phút cho bánh được chín mềm. Và cái bánh lấy ra ngoài á, thì nãy giờ cũng đã hơi nguội rồi. Bây giờ thì heo sẽ cho nhân vào chính giữa. Mình sẽ cho một lượng nhân vừa đủ để mình gói cái bánh. Đừng có để cho nhân nhiều quá thì nhân tràn cũng không có ngon. Rồi bây giờ thì heo sẽ khèo bánh lên nha. Lúc này bánh còn nóng và đây là cái đầu tiên mình cho vào dĩa. Cho nên cái bánh còn hơi dính dính như vậy nè. Mình chịu khó mình gỡ nhẹ tay thôi. Rồi mình cuộn tới như vậy nè. Đó, heo đã làm được một cái đầu tiên rồi nè. Nhưng mà qua cái thứ hai á, thì cái dĩa của mình nóng lên rồi, mình đổ bột vô thì bánh tróc ra ngon lắm. Và đây là cái thứ hai. Đây, bánh dễ tróc lắm luôn nè. Heo khèo nhẹ là bánh tách lên hà. Bánh trong mà rất là dai luôn á. Rồi tiếp tục heo cũng sẽ cho nhân vào ở chính giữa. Mình cũng sẽ gói cuộn lại. Cô chú anh chị nhớ là mình đừng có cho nhân trề ra hai cái rìa nha. Như vậy gói á thì nhân tràn ra nhìn không có ngon. Rồi bây giờ thì heo sẽ gỡ bánh lên, ốp lên như vậy nè. Đó, cái bánh trong á mình thấy nhân ở trong luôn nè. Rồi tiếp tục á mình tóm hai cái đầu nhọn, mình cuộn, mình kéo tới như vậy. Đó, heo đã được một cái thứ hai rồi nè. Rất là ngon luôn, cái này thì trong veo vậy đó. Rồi tiếp tục heo làm hết nha. Và đây là thành phẩm bánh cuốn tôm heo làm xong cho ra dĩa hết rồi nè. Heo cũng có chuẩn bị hai cái cho ra cái dĩa nhỏ. Và cô chú anh chị xem á, bánh rất là mềm dẻo và kết chặt. Bánh nó thì trong ngần à, nhìn cưng lắm luôn á. Rồi giờ thì heo sẽ lấy kéo cắt ra cho cô chú anh chị xem cái vỏ bánh và nhân bên trong như thế nào nha. Phần vỏ bột bánh á, thì cái độ dày rất là vừa phải, nhìn rất là ngon luôn á. Nhân bên trong á thì đủ màu sắc luôn, vàng của tôm nè, nâu của nấm mèo nè, và xanh á của hành. Rồi giờ thì heo sẽ chan lên nước mắm chua cay mặn ngọt nha. Mình sẽ ăn kết hợp với nước mắm và rau sống á, thì rất là ngon luôn. Đây, rồi giờ heo mời cô chú anh chị thưởng thức với heo nha. Cảm nhận đầu tiên á, khi mà ăn bánh vào miệng thì vỏ bánh dai mềm nè. Lúc nãy á, heo đã có cho vào một tí xíu muối dằn vào vỏ bánh cho nên á, vỏ bánh rất là đậm đà luôn. Phần nhân bên trong á, thì giòn ngọt từ tôm và rau củ. Mình ăn kết hợp với nước mắm chua cay mặn ngọt và rau sống á, thì ngon lành cành đào luôn. Nếu nhà mình ít người, cái mình làm ra cái bánh nào mình cho nhân vào mình cuốn rồi mình ăn liền á, thì nóng hổi vừa thổi, ngon thiệt là ngon luôn á. Và với công thức pha bột hôm nay á, thì heo làm ra số lượng bánh dành cho 5 người ăn. Nếu nhà cô chú anh chị á, mình nhiều người hơn á, thì mình nhân công thức lên nha. Cách làm thì cực kỳ nhanh và đơn giản luôn á. Mình chỉ việc pha bột xào nhân, rồi mình dùng 2-3 cái dĩa, mình tráng liên tục thay đổi như vậy á, là chỉ 10 phút sau, mình đã có ngay một món thiệt là ngon cho gia đình mình thưởng thức rồi. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cô chú anh chị thêm một cách nữa để mà mình làm ra món bánh cuốn nóng thơm ngon tại nhà cho gia đình mình thưởng thức nha, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe nữa. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cô chú, anh chị vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cô chú, anh chị làm thành công và ngon miệng với món bánh cuốn nóng nhân tôm nha.